Việt Nam, một nền kinh tế trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày. Và nền kinh tế đó không thể thiếu những con người hết mình cống hiến, ngày đêm nỗ lực, tâm trong trí sáng để đón nhận những thách thức của vận hội mới đang chờ phía trước. Vì thế, Trường Đại học Nông Cần Thơ luôn tự hào đóng góp cho đất nước và thời cuộc những con người như vậy. Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, DNC có đội ngũ cán bộ, giảng viên có học hàm học vị cao, dày dặn kinh nghiệm, trách nhiệm và tận tâm với công tác trồng người, góp phần không ngừng nâng cao vị thế của Trường Đại học Nông Cần Thơ trên bản đồ giáo dục đại học cả nước, mang tri thức phổ cập đến với cộng đồng. DNC đã đa dạng hóa chương trình đào tạo với đa bậc học gồm tiến sĩ, thạc sĩ, liên thông, chương trình liên cấp quốc tế, các ngành đào tạo bậc đại học chính quy với các nhóm ngành khoa học sức khỏe, nhóm ngành kinh tế quản trị, nhóm ngành xã hội và nhân văn, nhóm ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn, nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nhóm ngành xây dựng kỹ thuật môi trường. DNC luôn hướng đến việc xây dựng trường đại học lý tưởng, không chỉ là ngôi trường đào tạo y bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân tài năng cho đất nước, đây còn là mái nhà chung, nơi giao lưu và gặp gỡ các ý tưởng sáng tạo, mang đậm dấu ấn của thầy và trò DNC. Trong thời gian qua, DNC đã xây dựng nhiều công trình phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên như các tòa nhà học, khu hiệu bộ, khu thực hành đa chức năng, xưởng cơ khí động lực, nhà hàng DNC, resort, viện nghiên cứu và phát triển dược liệu, showroom ô tô Nam Cần Thơ DNC, bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Trong đó, bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được xem là công trình trọng điểm, hiện đại bậc nhất, góp phần xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu DNC ngày càng lớn mạnh, có vị thế và uy tín trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế công tác chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam vươn ra toàn cầu. Trong thời gian tới, DNC sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động trung tâm phát triển và ứng dụng phần mềm DNC, tạo cảnh quan thông thoáng, hiện đại, xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn vào khối ngành công nghệ thông tin tại trường. Bên cạnh sự ra đời của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, tòa nhà khối ngành sức khỏe được xây dựng sẽ là sự cộng hưởng tuyệt vời cho sự phát triển và phục vụ việc nghiên cứu, học tập cho giảng viên và sinh viên khối ngành sức khỏe của trường. Song song với sự phát triển đó, DNC sẽ cho ra mắt các công trình phục vụ nhu cầu xã hội, hoàn thiện chuỗi giá trị giáo dục như thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông DNC, viện dưỡng lão, khách sạn DNC. Trường Đại học Nam Cần Thơ đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học, khẳng định những cố gắng vượt bậc của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Đồng thời, DNC còn nhận được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho các chương trình đào tạo của trường. Bên cạnh đó, DNC còn được tổ chức đối sánh chất lượng giáo dục UPM, University Performance Metrics, đánh giá 3 sao, lọt vào top 30 trường ở Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ghi nhận cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã nhận được sự tín nhiệm và tình yêu từ đông đảo quý phụ huynh và thí sinh trong thời gian qua, với số lượng thí sinh đăng ký và nhập học không ngừng tăng qua các năm. Ngày 7 tháng 5 năm 2021, DNC vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại trường. Tự hào là trường đại học trẻ, đào tạo đa ngành nghề, nghiên cứu khoa học và liên kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. DNC luôn nắm bắt những xu hướng mới của thị trường lao động. Trường Đại học Nam Cần Thơ đã ký kết hợp tác chiến lược song phương với nhiều đối tác là các doanh nghiệp lớn tiếp nhận sinh viên DNC học tập, làm việc và cử cán bộ tham gia quá trình đào tạo tại DNC, đảm bảo chất lượng sinh viên ngay từ khâu xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy, thực tế, thực tập và tuyển dụng. Cùng với đó là áp dụng mô hình doanh nghiệp trong trường đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, thực hành nhằm nâng cao tay nghề ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến nay, nhà trường đã thành lập các doanh nghiệp trực thuộc trường nhằm hoàn thiện mô hình doanh nghiệp trong trường đại học như Tập đoàn Nam Miền Nam, Công ty Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Nam Cần Thơ DNC, Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu DNC, DNC Travel.
hoạt động nghiên cứu khoa học được quan tâm, nhiều hội thảo trong nước và quốc tế được tổ chức, thu hút sự quan tâm của các chuyên gia trong và ngoài nước. Từ đó khơi dậy sự say mê nghiên cứu đối với giảng viên và sinh viên. DAT tiên phong trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng. Thông qua sự hợp tác chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, hàng năm DAT dành hơn 10 tỷ đồng dành tặng học bổng, khen thưởng cho sinh viên. Trải nghiệm sinh viên qua gần 20 câu lạc bộ để sinh viên tự tin, rèn luyện và tỏa sáng. DAT tự hào với tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau khi tốt nghiệp. Đây chính là thành quả đáng tự hào của hội đồng sáng lập, ban giám hiệu, tập thể sư phạm nhà trường và mô hình doanh nghiệp trong trường đại học. Trường đại học Nam Cần Thơ, địa chỉ số 168 đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hotline 0939 257 838. Website www.ncdu.edu.vn. Trường đại học Nam Cần Thơ, trí tuệ, sáng tạo, hội nhập và phát triển.